Nga tăng cường tấn công các sân bay Ukraine dự kiến là nơi tập kết máy bay phương Tây. Ukraine ra tối hậu thư yêu cầu binh sĩ si Nga đầu hàng khi bị bao vây ở Volchansk. Ukraine hối thúc đồng minh lập vùng cấm bay bằng cách triển khai hệ thống phòng không ở các nước láng giềng. Belarus tuyên bố tăng cường biện pháp bảo vệ, triển khai pháo phản lực đến biên giới giáp Ukraine các đồng minh Mỹ lên kế hoạch cho sự trở lại của ông Trump. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những thông tin chính trong bản tin thế giới hôm nay và ngay sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tập kích các căn cứ không quân nơi ký ép sắp dùng để chứa máy bay chiến đấu được phương Tây cung cấp, bao gồm cả F-16 do Mỹ sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công đã đạt mục tiêu đề ra. Moscow nhiều lần cảnh báo bất kỳ vũ khí nào phương Tây viện trợ cho Ukraine đều bị coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine, nơi dự kiến sẽ là địa điểm tập kết các máy bay chiến đấu do phương Tây viện trợ, bao gồm cả những máy bay F-16 do Mỹ sản xuất. Theo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công nhóm, sử dụng vũ khí tầm xa trên biển, tên lửa siêu thanh Kinza và máy bay không người lái để tấn công cơ sở hạ tầng sân bay của Ukraine, những nơi dự kiến sẽ tiếp nhận máy bay từ các nước phương Tây. Bộ Quốc phòng cho biết thêm mà không nêu rõ số lượng hoặc vị trí các sân bay bị tấn công. Cuộc tấn công đã đạt được mục đích, tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị nhắm trúng. Theo trang tình báo nguồn mở Oryx, Ukraine đã mất ít nhất 86 máy bay kể từ khi xung đột nổ ra, chuyên theo dõi tổn thất trong chiến tranh nhấn mạnh mối nguy hiểm mà các phi công phải đối mặt trên bầu trời. Trong số các mối đe dọa mà F-16 của Ukraine sẽ phải đối mặt là các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga như S-300 và S-400. Một phi đội Su-35 và MiG-31 đáng gồm được trang bị tên lửa không đối không siêu thanh R-37 tầm xa. Hệ thống radar mạnh mẽ và máy bay cảnh báo sớm có thể phát hiện chúng ở cách xa hàng trăm km. Ông Brian Tannehill, nhà phân tích quốc phòng và cựu phi công Hải quân Mỹ nói có rất nhiều cách để phát hiện những chiếc F-16 này, đặc biệt kho vũ khí đất đối không của Nga hiện đại và tiên tiến hơn những hệ thống mà F-16 đã đối đầu trong các cuộc xung đột trước đây như Sa-2, Sa-3 và Sa-6 ở thung lũng Bk. Trước đó, ông Zachy Holubshuk, quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết, Kyiv đã có kế hoạch về số lượng máy bay F-16 mà nước này dự kiến nhận được trong năm nay và năm sau. Cụ thể, số lượng máy bay đồn trú ở Ukraine phụ thuộc vào số lượng phi công được đào tạo. Ông Holdupshop cho biết, đến nay đã có 4 quốc gia đồng ý viện trợ F16 cho Ukraina là Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan. Mặc dù không nêu rõ chính xác có bao nhiêu máy bay sẽ được chuyển giao, nhưng ông khẳng định con số này là từ 30 đến 40 máy bay và có khả năng sẽ có thêm nhiều máy bay nữa trong tương lai. Tuy nhiên, đến nay chưa có chiếc F16 nào được gửi tới Ukraina. Theo RT lý do viện trợ bị trì hoãn được cho là bởi các phi công Ukraine chưa hoàn thành khóa huấn luyện điều khiển F-16. Dẫn nguồn thạo tin, hãng tin Nga cho rằng cho tới cuối năm nay chỉ có số ít phi công Ukraine đủ điều kiện lái F-16. Ukraine cũng không có đủ nhân sự để bảo dưỡng các máy bay phản lực thế hệ mới do Mỹ chế tạo. Trong khi đó, Moscow nhiều lần cảnh báo bất kỳ vũ khí nào phương Tây viện trợ cho Ukraine đều bị coi là mục tiêu hợp pháp cho các cuộc tấn công của lực lượng Nga bao gồm cả máy bay chiến đấu do nước ngoài cung cấp và những căn cứ phục vụ chúng hoạt động, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga Andrei Katapolov nêu rõ, bất kỳ chiếc F-16 nào do phương Tây cung cấp được ký ép sử dụng trong hoạt động chiến đấu khi đồn trú tại các sân bay của NATO, những cơ sở này cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Moscow. Trả lời nhà báo Ukraine Vasily Golovanov, ông Oleksiy Arestovich, Cựu cố vấn tại văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 6 tiểu đoàn, quân số từ 300 đến 1.000 lính của lực lượng vũ trang Ukraine ở tiền tuyến đã từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được giao phó. Ông Arestovic nói, mọi người đang dần mất đi lòng trung thành và đây không phải tình huống cá biệt, nó chỉ là một tình huống cụ thể mà tôi biết. Song không tiết lộ thông tin chi tiết về các tiểu đoàn này. Tờ moskovsky Komsomolet của Nga cho hay, nhiều khả năng ông Arestovic đang nói tới mặt trận hướng Toresk thuộc Bakhmut, tỉnh Donetsk nơi quân đội Nga đang tạo ra bước đột phá về mặt chiến thuật. Kênh Riadovka đưa tin, lực lượng Moscow đã xuyên thủng tuyến phòng thủ Ukraine gần Toresk, giành được chỗ đứng tại một trong những tiểu quận của thành phố sau khi đối phương tháo chạy. Theo đó, ở Toresk, quân đội Nga đã giành được chỗ đứng trong tiểu khu Saverny, chiếm giữ các đường Zelenaya và Mira. Giao tranh đang diễn ra trên phố Kievskaya, cũng như tại ngã ba với tiểu khu Rusba. Ở phía đông thành phố, lực lượng Moscow đã chiếm được bãi thải cùng loạt công sự của đối phương. Ukraine không giữ vững các vị trí đã chuẩn bị trước đó mà buộc phải tháo chạy, rút lui vào nội thành. Điều này cho thấy Kiev không có đủ người để kiểm soát toàn bộ vành đai phòng thủ bên ngoài. Nói với AFP, viên chỉ huy 30 tuổi của một đơn vị quân đội Ukraine được triển khai gần Toresk cho biết việc ngăn chặn những bước tiến của Nga tại đây đang trở nên khó khăn do phía Nga thả bom dẫn đường có sức tàn phá khủng khiếp, phóng tên lửa và liên tục điều động các đội đột kích tiến về phía trước. Theo ghi nhận của AFP, Ukraine đã chuẩn bị các công sự sẵn sàng để phòng thủ Toresk Tuy nhiên, tính hiệu quả của chúng không cao. Theo ông Viktor Kepliuk, chuyên gia tại Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, quân đội Nga tại Donetsk đang phát triển thành công chiến dịch tấn công trên phạm vi rộng khoảng 110 km. Bộ chỉ huy lực lượng mặt đất của Ukraine không hy vọng có thể ngăn chặn được đà tấn công của lực lượng Nga phía tây bắc Donetsk. Ông Kepliuk cho biết, cơ quan này sắp từ bỏ Toretsk, Liman và hai khu định cư khác của Ukraine. Đây đều là các thành trì quan trọng của quân đội Ukraine. Theo thông tin do quân đội Ukraine công bố, một nhóm tác chiến chiến thuật của Nga gồm khoảng từ 10.000 đến 15.000 quân đã được thành lập ở Bắc Mút. Ông Kepliuk cho rằng lực lượng này đủ lớn để giành quyền kiểm soát Toresk trong tương lai gần. Chỉ từ 1 đến 2 tuần nữa, giao tranh trên các tuyến đường bên trong thị trấn rất có thể sẽ bùng nổ. Đài RT của Nga dẫn tuyên bố của ông Zelensky trong một cuộc họp báo chung với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel rằng Ukraine không muốn kéo dài xung đột, chúng tôi không muốn giao tranh kéo dài trong nhiều năm. Chúng tôi có nhiều người bị thương và tử trận trên chiến trường. Chúng tôi phải đưa ra một kế hoạch giải quyết trong vòng vài tháng nữa. Đây là lần hiếm hoi ông Zelensky đưa ra nhận xét về mức độ thiệt hại và thương vong mà Ukraine phải gánh chịu trong cuộc xung đột kéo dài. Chưa dừng lại ở đó, mới đây, sau khi gặp Tổng thống Slovenia, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong cuộc họp báo ở Kiev rằng chúng tôi cũng sẽ vạch ra tất cả những điểm khác của công thức hòa bình và chuẩn bị một kế hoạch toàn diện để đưa ra thảo luận trước các đối tác của chúng tôi. Ông Zelensky nói thêm, điều rất quan trọng đối với chúng tôi là đưa ra một kế hoạch chấm dứt xung đột được phần lớn thế giới ủng hộ. Đây là con đường ngoại giao mà chúng tôi đang thực hiện. Trong diễn biến có liên quan, giới chức quân sự phương Tây và NATO cho rằng quân đội Nga đã đạt được mục tiêu tạo ra vùng đệm ở Kharkov để hạn chế hỏa lực Ukraine bắn vào lãnh thổ Nga. Họ tính toán rằng trong tháng 5 vừa qua, Nga đã sử dụng nhiều đợt bộ binh để đánh vào chiến tuyến quân Ukraine. Tuy nhiên, họ cũng nhận định Nga chưa giành được thêm đáng kể lãnh thổ của Ukraine, đồng thời hứng chịu những tổn thất khá cao về nhân lực. Nga cũng từng có tổn thất không nhỏ để kiểm soát được các thành trì chiến lược Adipka và Bakhmut, nhưng cuộc tiến công của Nga nhằm vào những nơi này trải dài qua vài tháng, nên mật độ thương vong theo thời gian sẽ thấp hơn. Còn cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Kharkov diễn ra tập trung trong tháng 5, trước hỏa lực UAV, súng máy và trọng pháo của Ukraine. Tổn thất bên phía Nga được lý giải là do Nga là bên chủ động tấn công nên sẽ phải phơi mình trước hỏa lực nhiều hơn. Trong khi Ukraine thì đã có thời gian nhất định để củng cố công sự và giải mìn. Hơn nữa, Ukraine sở hữu khá nhiều UAV giúp họ phát hiện được quân đối phương trên địa hình để bố trí đánh chặn. Ukraine cũng sử dụng UAV làm hỏa lực đánh thẳng vào đội hình Nga chưa kể Ukraine còn được cho là sử dụng bom chùm để dội xuống lực lượng tiến công của Nga trên địa hình chống trải. Nga vẫn giữ lợi thế về vũ khí, nhưng lợi thế đó trước Ukraine đang giảm dần do gói viện trợ vũ khí của Mỹ đang dần tới tay binh sĩ Ukraine trên chiến trường. Ngoài ra hiện nay, Ukraine lại được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để đánh sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Theo Defense Express, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh tiêm kích MiG-29 của nước này phóng bom dẫn đường AASM Hammer về phía các mục tiêu Nga. Trong đoạn video, tiêm kích Ukraine đã bay ở độ cao thấp nhằm tránh các hệ thống phòng không Nga, sau đó nhanh chóng hướng lên trên để thả hai quả bom AASM Hammer về phía các mục tiêu. Hình ảnh tiếp theo cho thấy, chiếc MiG-29 sau đó đã bay trở lại căn cứ. Truyền thông địa phương cho biết, AASM Hammer là loại bom dẫn đường do Pháp viện trợ được Ukraine sử dụng lần đầu tiên vào tháng 6. Paris đã cam kết chuyển giao tổng cộng 600 quả bom loại này cho Kiev trong năm 2024. Ngoài MiG-29, các tiêm kích F-16 Ukraine sắp nhận dự kiến sẽ được lắp đặt bom hàng không độ chính xác cao AASM Hammer. Thông tin tích hợp bom dẫn đường AASM Hammer và các tiêm kích F-16 sắp cấp cho không quân Ukraine đã được ông Thomas Gassilut, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng và Lực lượng Vũ trang Pháp, thông báo vào đầu tháng trước. Ông Hassin Lut cho biết trên kênh truyền hình LCI, công việc đã được tiến hành khẩn trương để điều chỉnh bom AASM Hammer cho tiêm kích F-16. Loại bom này sẽ được cung cấp số lượng lớn cho Ukraine. AASM là một bộ nâng cấp dành cho các loại bom rơi tự do không điều khiển, như JDAM của Mỹ, vốn đã được hàng không chiến thuật Ukraine sử dụng thời gian qua. Bộ sản phẩm nhằm thông minh hóa bom rơi tự do bao gồm hai phần: phần trước với hệ thống dẫn đường và cánh lái đi kèm phần sau là bộ tăng tốc được thiết kế để nâng cao phạm vi bay. Phần mũi của bộ công cụ AASM có thể tích hợp ba loại hệ thống dẫn đường: quán tính với hiệu chỉnh GPS, quán tính với hình ảnh nhiệt, GAS, hoặc sử dụng hệ thống dẫn đường bằng tia laser. Theo nhà phát triển, tổ hợp dẫn đường đầu tiên mang lại độ chính xác trong phạm vi 10m, trong khi hai loại tiếp theo hạ vòng tròn sai số xuống chỉ còn 1m và thậm chí tấn công được cả mục tiêu di động. Ngoài ra, nhà sản xuất vẫn còn đang nghiên cứu phát triển một hệ thống đẩy mới giúp tăng đáng kể tầm hoạt động của bom. Hiện tại Cự lý tác chiến của Hammer là từ 50 đến 70 km. Thông số này đạt được khi máy bay thả từ độ cao khoảng 15.000 m. Nhờ những phát triển mới, tầm xa của loại bom nói trên dự kiến sẽ tăng từ 150 đến 200 km, nghĩa là nhiều gấp 2 đến 3 lần so với thông số hiện có và vượt trội mọi sản phẩm của những nhà sản xuất khác. Những cải tiến này theo đánh giá sẽ làm cho bom AASM Hammer trở thành một trong những loại vũ khí hàng không tiên tiến và hiệu quả nhất trên thị trường trang thiết bị quân sự hiện đại. Báo cáo của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine mới đây cho biết, các binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bắn hạ một máy bay tấn công Su-25 của Nga khi máy bay này đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Donetsk. Tuy nhiên, bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine tiết lộ với Pravda rằng vụ bắn hạ xảy ra khi họ đang di chuyển đến vị trí phòng thủ ở Donetsk. Một chiếc Su-25 của Nga đã bị phát hiện giữa lúc thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Sau đó, đơn vị thuộc lữ đoàn 31 của vệ binh quốc gia đã sử dụng hệ thống tên lửa phòng không vác Igla để tiến hành vụ tấn công chính xác nhằm vào máy bay Nga. Chiếc Su-25 bị bắn hạ chỉ sau một phát đạn. Phía quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Vào tháng 5, quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-25 của Nga gần Pokrovsk ở tỉnh Donetsk. Đây là máy bay Su-25 thứ 5 của Nga bị Ukraine tuyên bố bắn rơi trong tháng này. Trước đó, Kiev nói đã phá hủy Su-25 vào các ngày mùng 4 tháng 5, 11 tháng 5, 13 tháng 5 và 18 tháng 5. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, tính đến ngày 18 tháng 5, quân đội Nga đã mất khoảng 681 chiếc máy bay, trong đó có 355 máy bay chiến đấu và 326 máy bay trực thăng. Gần đây, Ukraine cũng tuyên bố bắn rơi thêm một máy bay cường kích Su-25 của Nga, trong khi Nga tiếp tục tập trận hạt nhân với Belarus. Trang tin The Kiev Independent dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine thời điểm đó cho hay, cường kích Su-25 của Nga đã bị bắn rơi tại khu vực Pokorovsk, thuộc vùng Donetsk. Su-25 là máy bay cường kích chống tăng do hãng Sukhoi phát triển với nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến tầm gần cho quân đội Liên Xô. Máy bay có chuyến bay đầu tiên vào năm 1975 và chính thức được đưa vào trang bị trong quân đội vào năm 1981. Máy bay sử dụng hai động cơ phản lực cho phép bay với tốc độ tối đa 950 km/h, vận tốc leo cao có thể đến 58 m một giây Trần bay tác chiến là từ 5.000m đến 7.000m và tối đa là 10.000m. Su-25 có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm pháo cỡ nòng 30mm, GSH-2-30, bom dẫn đường bằng laser, KAB-500, bom chùm 250 và 500kg. Ngoài ra, Su-25 cũng được trang bị một số loại tên lửa để chiếm ưu thế trên không. Theo Union, tại thành phố Votansk, điểm nóng chiến sự ở mặt trận Kharkov Giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn với tình hình bất ổn. Ông Vitali Saransev, đại diện bộ phận thông tin liên lạc của nhóm tác chiến chiến thuật Kharkov cho biết, lực lượng Ukraine đã đưa ra tối hậu thư cho nhóm binh sĩ Nga đang bị mắc kẹt tại nhà máy tổng hợp ở Volchansk phải đầu hàng hoặc đối mặt với cái chết. Trước đó, các nguồn tin Ukraine tuyên bố từ hàng chục thậm chí cho đến hàng trăm binh sĩ Nga đang bị cô lập, mắc kẹt và bị lực lượng Ukraine bao vây chặt bên trong nhà máy tổng hợp ở Volchansk trong ngày qua lực lượng Nga đã tăng cường các hành động tấn công theo hướng Kharkov, tìm cách phá vỡ các tuyến phòng thủ của Ukraine, tiếp cận và giải cứu nhóm binh sĩ mắc kẹt. Ông Saransev lưu ý, trung đoàn xe tăng 153 và sư đoàn xe tăng 47 của Nga đã nỗ lực tiến vào các khu dân cư ở Votchansk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã đẩy lùi các nỗ lực này. Ông Stanislav Buniatov, còn được gọi là Osman, chỉ huy một tổ binh sĩ Ukraine đã miêu tả tình hình ở Votchansk, thuộc phía đông Kharkov và cách biên giới vài km là khó khăn nhưng kiểm soát được và nói rằng quân đội Nga đang bị bao vây. Các lực lượng của Nga bắt đầu vượt biên vào tháng trước trong cuộc tấn công theo nhiều hướng mà Điện Kremlin cho biết nhằm tạo ra một vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công các thành phố của Nga như Belgorod. Đầu tiên, Nga giành được một số ngôi làng gần biên giới và tiến đến rìa Nhóm quan sát Deep State của Ukraine cho biết các nhóm nhỏ binh sĩ Nga đã nhiều lần cố gắng chiếm nhà máy xây dựng trên nhưng đã bị các lực lượng của Ukraine đẩy lùi cho rằng việc tiếp tế cho các binh sĩ nga sẽ ngày càng trở nên khó khăn. Deepstate tiết lộ thức ăn và nước uống đang được vận chuyển cho họ bằng UAV. Trận chiến tại nhà máy tổng hợp ở Vodchansk được coi là then chốt đối với cuộc tấn công của nga vào khu vực Kharkov. Mặc dù nhà máy hiện vẫn đang nằm dưới sự kiểm soát của nga, nhưng một số báo cáo cho biết có binh sĩ nga đã đầu hàng. Tuy nhiên, thông tin này vẫn cần xác nhận từ các nguồn đáng tin cậy. Tại mặt trận miền đông Ukraine các cuộc đụng độ nghiêm trọng tiếp tục diễn ra giữa các đơn vị Nga và Ukraine. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong báo cáo buổi tối cùng ngày. Các quan chức quân đội Ukraine cũng báo cáo về giao tranh dữ dội xung quanh khu định cư Minoye, phía tây thành phố Zaporizhia, nơi một lữ đoàn Nga đã bị lực lượng Ukraine tiêu diệt khoảng 95% binh sĩ sau các cuộc tấn công lớn, theo một tuyên bố được hãng thông tấn Union của Ukraine công bố. Thông tin này không thể được xác minh độc lập. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, quân đội Nga không còn khả năng tạo ra đột phá đáng kể trên chiến tuyến ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO cảnh báo, Nga vẫn có thể sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo và sẽ duy trì chiến dịch không kích đang diễn ra. Lữ đoàn cơ giới số 24 của Ukraine mới đây tuyên bố để đánh bật quân đội Ukraine khỏi Chasovya, người Nga đang phá hủy thành phố bằng hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solsepniuk. Lữ đoàn cơ giới số 24 tuyên bố hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A sử dụng đầu đạn nhiệt áp có hiệu ứng phá hủy đáng kể do lực sát thương mạnh hơn nhiều và sóng nổ mạnh hơn so với thuốc nổ thông thường có cùng kích thước. Các binh sĩ nhấn mạnh thêm rằng do hỏa lực cực mạnh của hoạt động loại vũ khí này, việc sử dụng nó gần các khu định cư dân sự bị Công ước Geneva cấm. Nga được báo cáo đang dồn dập tấn công vào thị trấn chiến lược Chasovya nằm ở phía đông Donetsk làm gián đoạn việc luân chuyển quân lực nhu yếu phẩm và vũ khí của quân đội ukraine gia cao hơn khu vực xung quanh khiến thành phố trở thành trung tâm hậu cần và căn cứ pháo binh tiền phương chủ lực của ukraine cũng liên quan đến giao tranh căng thẳng ở mặt trận này reuters đưa tin quân đội ukraine tuyên bố lực lượng của họ đã buộc quân đội nga phải rời khỏi một quận ở thị trấn chasopja trên mặt trận phía đông đây được coi là mục tiêu tiếp theo của nga trong cuộc tiến quân qua khu vực Donetsk. Trong khi đó, báo cáo từ phía Nga lại đưa ra thông tin hoàn toàn khác. Phát ngôn viên của lực lượng chiến đấu miền Nam Ukraine, Nazar Volosin nói với hãng tin Ukraine Form rằng lực lượng Nga đã rút khỏi quận Kanan của Chasopja dọc theo kênh Sivetsky. Donetsk Donbass chạy dọc rìa phía đông thị trấn. Ông Volosin nói quân phòng thủ Ukraine quả thực đã ép lực lượng Nga ra khỏi quận Kanan ở Chasopja thuộc vùng Donetsk đối phương không còn hiện diện ở khu vực này. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine trong một báo cáo cho biết quân đội Nga đã cố gắng xuyên thủng tuyến phòng thủ nước này 6 lần gần gia Trong đó, 3 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi và giao tranh vẫn diễn ra ở khu vực này. Đại sứ quán Ukraine tại Washington, Mỹ đã đăng lời kêu gọi trên nền tảng mạng xã hội X, trước đây là Twitter, nhằm ngăn chặn Nga tiến vào gia nói rằng đối phương đang cố gắng xóa sổ thị trấn này bằng cách nhắm vào cả những nhà thờ bị hư hại và các khu trung cư dân sự. Bài đăng của Đại sứ quán Ukraine nêu rõ, chúng ta phải ngăn chặn Nga biến nơi này thành một thành phố ma trước khi quá muộn. Trong khi đó, một bản tin từ hãng thông tấn TASS trích lời chỉ huy lữ đoàn Stanislav Olop của Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy một tháp thông tin trên điểm cao nhất của Trà Sốp Nhà. Ngày 27 tháng 6, lực lượng vũ trang Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tên lửa và bom vào mục tiêu quân sự ở thành phố Kharkov. Coi báo động không kích vang lên khắp khu vực, những tiếng nổ mạnh xuất hiện ở quận Kievsky. Ông Alexander Flikov, người đứng đầu văn phòng công tố Kharkov cho biết, Nga đã thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Kharkov bằng bom FAB-500. Hai quả bom trên không đã được thả từ cường kích ném bom Su-34, khu vực phóng là từ vùng Belgorod của Liên bang Nga khoảng cách từ điểm phóng đến mục tiêu là 65 km. Quan chức này nhấn mạnh FAB-500 được trang bị mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh. Đặc biệt, loại bom này có sức mạnh gấp đôi KAB, bom dẫn đường hàng không và FAB-250 mà trước đây quân đội Nga sử dụng khi pháo kích vào Kharkov. Gần đây, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một sở chỉ huy của Ukraine đã bị săn bằng trong một cuộc tấn công chính xác bằng 4 quả bom lượn của Nga. Đoạn clip dường như được ghi lại từ máy bay không người lái cho thấy một cụm tòa nhà thấp tầng do quân đội Ukraine sử dụng, dung chuyển bởi bốn vụ nổ liên tiếp chỉ trong vài giây. Khu vực sau đó bị bao phủ trong những đám khói bụi dày đặc. Những quả bom dường như rơi ngay cạnh nhau, đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Cuộc tấn công được cho là xảy ra ở Kherson. Hình ảnh cuối đoạn video cho thấy các công trình kiến trúc dường như đã bị san bằng và biến thành đống đổ nát. Theo truyền thông Nga, 4 quả bom FAB-500 đã được sử dụng trong cuộc tấn công. Hiện chưa rõ thương vong của phía Ukraine trong cuộc tấn công, Kiev cũng chưa lên tiếng bình luận về sự việc này. Gần đây, lực lượng Nga đã trang bị mô đun dẫn đường cho bom rơi tự do, biến chúng thành bom lượn có độ chính xác cao. Nặng nửa tấn và chứa khoảng 200 kg thuốc nổ, bom dòng FAB-500 được thiết kế để phá hủy hệ thống phòng thủ hoặc công sự của đối phương cũng như các cơ sở công nghiệp quân sự. Một video khác xuất hiện trên mạng xã hội một ngày trước đó cho thấy quân đội Nga thả một quả bom hạng nặng FAB-3000 xuống nơi trú ẩn của lính Ukraine tại làng Lipsi ở phía đông Bắc Kharkov. Lực lượng Nga đã giành được những bước tiến ổn định ở Donbass trong nhiều tháng qua. Đầu tháng 5, quân đội Nga cũng phát động một cuộc tấn công vào vùng Kharkov, chiếm được khoảng chục khu định cư trong vòng vài tuần. Tổng thống Vladimir Putin cho biết cuộc tấn công này là phản ứng của Moscow trước việc Ukraine pháo kích thường xuyên vào cơ sở hạ tầng dân sự của Nga ở khu vực biên giới, buộc Nga phải tìm cách tạo ra một vùng đệm. Hãng thông tấn AFP đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa tuyên bố sẽ đáp trả các hoạt động khiêu khích ngày càng gia tăng của máy bay không người lái UAV Mỹ trên biển đen, đồng thời cảnh báo các hoạt động này có thể dẫn tới cuộc đối đầu trực diện Nga-NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belushov đã chỉ thị cho Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga phản ứng nhanh trước những hành động khiêu khích của UAV Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, những hoạt động như vậy làm tăng khả năng xảy ra sự cố trên vùng không phận có máy bay của lực lượng không quân vũ trụ Nga, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga với Liên minh NATO. Cơ quan này cáo buộc Mỹ đã sử dụng các hoạt động của UAV để hỗ trợ chỉ điểm Ukraine tấn công mục tiêu trên lãnh thổ Nga hoặc do Nga kiểm soát. Điều này cho thấy sự can dự ngày càng gia tăng của Mỹ và các nước NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Trước đó, một đoạn video thời điểm vụ tấn công diễn ra đã được một máy quay an ninh ghi lại. Tên lửa AtacMS của Ukraine mang theo đạn chùm phát nổ trên không, bắn hàng trăm mảnh đạn xuống bãi biển Sevastopol. Từ đoạn video trên, những người dân có mặt trên bãi biển bắt đầu tháo chạy khi quả tên lửa gần lao đến, nhưng đã quá muộn. Phạm vi đạn con của AtacMS phát nổ bao phủ một diện tích rộng dọc theo bãi biển, dẫn đến thương vong lớn về dân thường trong vụ việc. Thời điểm đó. Bộ Quốc phòng Nga cũng cáo buộc Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công trên. UAV Mỹ được cho là đã tham gia điều phối tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine để bắn vào Sevastopol. Trước khi tên lửa ATACMS tấn công các mục tiêu, nó đã tắt hệ thống định vị trong thời gian ngắn, gây khó khăn trong việc phát hiện và theo dõi. Theo tạp chí Newsweek của Mỹ, cảnh báo được Nga đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lần đầu tiên điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Trong cuộc điện đàm, ông Belushov cũng đã cảnh báo người đồng cấp về những mối nguy hiểm của việc Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Vài ngày trước khi Bộ trưởng Belushov đưa ra chỉ thị, kênh Telegram quân sự Fighter Bomber được cho là có liên kết với lực lượng không quân Nga cho biết quân đội Nga có thể đã bắn hạ một UAV trinh sát của Mỹ trên Biển Đen. Chiếc máy bay bị bắn rơi có khả năng là RQ-4 Global Hawk. Bình luận về chỉ thị mới của Bộ trưởng Belushov, ông Alexander Kost, chuyên gia phân tích quân sự của tờ Kosomonskaya Pravda cho rằng Nga có lẽ sẽ không bắn hạ máy bay không người lái của NATO vì đó sẽ được xem là hành động gây hấn, có thể dẫn tới những hậu quả lớn. Theo vị chuyên gia, thay vì dùng vũ khí, Nga nhiều khả năng sẽ áp dụng các biện pháp không vũ trang như điều chiến đấu cơ xuất kích ngăn chặn. Hơn một tháng qua, Nga đã triển khai 25 xà lan dọc theo cầu Crimea để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng cảm tử của Hải quân Ukraine. Theo ông Andriy Yusov, phát ngôn viên của tổng cục tình báo quốc phòng ukraine gur quân đội nga đang tăng cường bảo vệ cây cầu khỏi các hoạt động quân sự của ukraine ông andriy yusov cho biết nga đang tăng cường an ninh và bảo vệ cây cầu xây dựng các công sự mới và củng cố khả năng phòng thủ trên biển ngoài ra đối phương cũng đã triển khai một số biện pháp phòng thủ bao gồm cả hệ thống phòng không cũng như các giao chắn bằng xà lan quan chức này cũng lưu ý những chiến thuật này không phải là mới trong bản cập nhật mới nhất về xung đột Nga-Ukraine, tình báo quốc phòng Anh hồi đầu tháng này cho biết tiến hành phân tích hình ảnh vệ tinh trong khu vực, cho thấy quân đội Nga đã bố trí 8 xà lan ở phía nam cầu Krum. Việc lắp đặt xà lan bắt đầu từ ngày 10 tháng 5 và kết thúc vào ngày 22 tháng 5. Theo đánh giá từ tình báo Anh, những xà lan này được lực lượng Nga bố trí trong nỗ lực bảo vệ cây cầu và các tàu chiến của Nga ở khu vực này, cũng như hạn chế góc tiếp cận của các phương tiện không người lái USV Ukraine. Báo cáo của tình báo Anh thời điểm đó cũng cho biết thêm rằng các rào chắn được Nga lắp đặt trong khu vực đã bị bão làm hư hại. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Nga triển khai xà lan ở Crimea. Nga cũng được cho là đã sử dụng xà lan để bảo vệ các địa điểm ở nơi khác. Hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga đã bố trí 4 xà lan để bảo vệ lối vào căn cứ hạm đội Biển Đen tại cảng Novorossiysk. Nga đã di rời nhiều tàu hải quân đến Novorossiysk sau các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào căn cứ của hạm đội Biển Đen tại thành phố Sevastopol của Crimea. Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường cung cấp quan trọng cho lực lượng Nga và là tuyến đường bộ duy nhất của Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018, 4 năm sau khi Nga sát nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Kể từ khi chiến sự Nga-Ukraine nổ ra, nhiều quan chức và chỉ huy ở Ukraine khẳng định nước này có quyền chính đáng tấn công phá hủy cây cầu dài 19 km nối bán đảo Crimea và lãnh thổ đất liền Nga. Các quan chức Ukraine nhận định vũ khí của phương Tây sẽ giúp nước này đánh sập cầu Crimea nhanh hơn. Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, song chưa được đáp ứng. Trong cuộc họp của quân đội Đức bị Nga chặn thu hồi tháng 2, các tướng không quân Đức ước tính cần 10 đến 20 tên lửa hành trình tầm xa Taurus để đánh sập cầu Ukraine từng thực hiện hai vụ đánh bom vào cầu Crimea hồi tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Giới chức nước này khẳng định việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích quân sự. Tuần qua, ông John Kirby, điều phối viên truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ đã đưa ra quyết định khó khăn nhưng cần thiết, đó là thương lượng lại hợp đồng ngắn hạn với các quốc gia khác để ưu tiên cho Ukraine trong đó bao gồm tên lửa dành cho Patriot và NASAM-S. Quy định trên được đưa ra sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G7 vừa diễn ra ở Ý. Mọi thứ chúng tôi có được chuyển cho Ukraine, sau đó chúng tôi sẽ thực hiện những cam kết với các nước khác. Vừa qua, các quan chức Ukraine nói với AFP rằng do thiếu hệ thống phòng không đủ mạnh để đẩy lùi các cuộc tấn công không ngừng của Nga, Ukraine đang thúc đẩy các đồng minh châu Âu thiết lập vùng cấm bay ở phía tây nước này bằng cách triển khai hệ thống phòng không ở các nước láng giềng Ba Lan và Rumani. Kiev được cho là muốn tạo ra một không gian an toàn ở phía tây, nơi ngành công nghiệp, cơ sở hạ tầng năng lượng và dân thường có thể được bảo vệ trước sự tàn phá lớn do các cuộc tấn công gây ra trong những tháng gần đây. Nhà lập pháp Oleksiy Goncharenko cho biết, tôi không hiểu tại sao NATO không triển khai hệ thống Patriot dọc biên giới Ba Lan đề cập đến các hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất. Ông nói thêm, tên lửa của Nga đã bay vào không phận Ba Lan và Rumani, điều này sẽ bảo vệ biên giới của Ba Lan và Rumani, đồng thời tạo ra một vùng an toàn ở phía Tây và phía Nam Ukraine. Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã mở đầu cuộc tranh luận hồi tháng 5, nói rằng không có lý lẽ pháp lý, an ninh hay đạo đức nào cản trở các đối tác của chúng tôi bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine từ lãnh thổ của họ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã dành nhiều tháng để hối thúc phương Tây tăng cường viện trợ hệ thống phòng không cho Ukraine. Tuy nhiên, nguồn cung chưa được đảm bảo. Trước đó, các nước thuộc Liên minh châu Âu-EU sở hữu hệ thống phòng không Patriot tỏ ra do dự trong việc cung cấp hệ thống cho Ukraine, trong khi quốc gia này đang cố gắng tìm kiếm ít nhất 7 đội hình tên lửa phòng không để đối phó với mối đe dọa không kích của Nga. Trang Yahoo News dẫn các hãng tin nước ngoài đưa tin tại cuộc họp các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng EU, Ngoại trưởng Hà Lan Hanke Brinslot cho biết Hà Lan đang xem xét mọi khả năng vào lúc này và đang đề nghị hỗ trợ tài chính cho sáng kiến của Đức nhằm giúp Ukraine tăng cường phòng không và mua thêm máy bay không người lái. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao không gửi một số hệ thống Patriot của mình cho Ukraine, Ngoại trưởng Slot thừa nhận nước này đang xem xét đến tình huống có thể cạn kiệt kho vũ khí nếu cung cấp cho Ukraine. Trong khi đó, trang Kiev Independent tuần trước dẫn lời Hội đồng Quốc phòng tối cao Rumani cho biết Rumani sẽ bàn giao hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine. Hội đồng Quốc phòng tối cao Rumani xác nhận các thành viên hội đồng đã quyết định tài trợ Patriot cho Kiev với sự phối hợp của các đối tác trước tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Ukraine do các cuộc tấn công liên tục của Moscow. Đồng thời cho biết quyết định này được đưa ra cũng liên quan tới an ninh của Rumani. Ngày 28 tháng 6, Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala xác nhận nước này và Ukraine sẽ ký thỏa thuận hợp tác an ninh vào ngày 18 tháng 7 tới tại Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở London, nước Anh. Trong tuyên bố, Thủ tướng Fiala cho biết ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó cùng ngày đã nhất trí rằng Praha và Kiev sẽ hoàn tất đàm phán về nội dung thỏa thuận này trước khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ở Washington, Mỹ vào tuần thứ hai của tháng 7 tới. Hồi tháng 4 vừa qua, Tổng thống Cộng hòa Séc Pet Pavel đã đề cập đến một thỏa thuận an ninh có thể được ký kết giữa Cộng hòa Séc và Ukraine, đồng thời cho biết thỏa thuận này có thể được hoàn tất trong tháng 5 hoặc tháng 6. Tuy nhiên đến nay, hai bên vẫn đang trong quá trình đàm phán để hoàn thiện dự thảo. Thỏa thuận sắp ký hứa hẹn việc Praha sẽ tiếp tục viện trợ quân sự và các hỗ trợ khác cho Kiev theo thỏa thuận đã được Ukraine và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU ký kết. Thỏa thuận bảo đảm an ninh của Cộng hòa Séc dựa trên cam kết chung của EU trong việc hỗ trợ Kiev, bao gồm cả việc cung cấp viện trợ quân sự bổ sung, đặc biệt là đạn dược và các hệ thống phòng không, huấn luyện binh sĩ Ukraine, hợp tác công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ Ukraine trong việc ra phá bom mìn. Ngoài ra, thỏa thuận cũng nhấn mạnh việc hỗ trợ Ukraine tiếp tục cải cách trên con đường gia nhập EU. Ngoài thỏa thuận sắp ký kết, thời gian vừa qua, Séc cũng đã tích cực viện trợ vũ khí và tài chính cho Ukraine, trong đó đáng chú ý nhất là sáng kiến mua chung đạn dược từ các nước ngoài châu Âu để cung cấp cho Ukraine. Mới đây, Thủ tướng Séc Fiala xác nhận lô đạn pháo đầu tiên mua theo sáng kiến của nước này đã được chuyển tới Ukraine. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra đến nay, Ukraine đã ký 19 thỏa thuận an ninh song phương như vậy. Dự kiến ngoài Séc, Ba Lan cũng có kế hoạch ký thỏa thuận bảo đảm an ninh với Ukraine trước thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới. Trước đó, ngày 27 tháng 6, các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và cam kết sẽ hỗ trợ nước này bằng việc củng cố các sáng kiến hiện có của EU cũng như các biện pháp hỗ trợ quân sự. EU cũng sẽ cung cấp thêm sự hỗ trợ tài chính cho Ukraine dưới hình thức các khoản vay với tổng giá trị lên tới 50 tỷ euro trong giai đoạn tiếp theo. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, theo Kiev Independent, trong ngày 28 tháng 6, Bộ Quốc phòng Belarus đã thông báo về việc tăng cường an ninh biên giới sau khi một sự cố xảy ra tại khu vực giáp Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, một đơn vị pháo phản lực hạng nặng Polonet đã được điều động đến biên giới giáp Ukraine. Chỉ huy của đơn vị này nói rằng họ có nhiệm vụ bắn hạ mọi nguy cơ trong phạm vi được chỉ định. Belarus tuyên bố tăng cường biện pháp bảo vệ biên giới, trong đó có triển khai đơn vị pháo phản lực sau sự cố an ninh tại vùng giáp Ukraine. Bộ Quốc phòng Belarus cho biết, chúng tôi đang phối hợp với cơ quan biên phòng để áp dụng hàng loạt biện pháp tăng cường bảo vệ biên giới quốc gia, củng cố kiểm soát không phận và giám sát lãnh thổ. Giới chức Belarus không công bố những biện pháp cụ thể, nhưng thông báo đã điều động một đơn vị pháo phản lực hạng nặng Polonez đến khu vực gần biên giới với Ukraine. Chỉ huy đơn vị pháo phản lực Polonez cho hay, trong bối cảnh tình hình phức tạp gần biên giới quốc gia, đơn vị đã cơ động đến trận địa với đầy đủ cơ số đạn, chuyển sang trạng thái chiến đấu và sẵn sàng công kích mục tiêu được chỉ định. Chúng tôi có nhiệm vụ tập kích tên lửa ở khoảng cách tới 300 km trong vòng 20 phút kể từ khi nhận mệnh lệnh. Trong khi đó, lực lượng biên phòng Belarus cho biết an ninh biên giới nước này cũng đang được tăng cường. Lực lượng này thông tin họ đã bắn hạ một chiếc máy bay không người lái 4 cánh quạt. Quadrocopter khi thiết bị này vượt qua biên giới trái phép từ phía Ukraine để thu thập thông tin về cơ sở hạ tầng biên giới của Belarus. Tuần này, lực lượng biên phòng Belarus cũng tiết lộ vật liệu làm bom tự chế đã được phát hiện trong cùng khu vực. Hãng tin BITA của Belarus dẫn lời người phát ngôn Ủy ban biên giới quốc gia Belarus, Anton Bikovsky cho biết, Ủy ban này nắm được thông tin các đơn vị của quân đoàn tình nguyện Nga, một lực lượng thân Ukraine đã hiện diện ở khu vực Ukraine giáp biên giới với Belarus. Ông Anton Bikovsky nói, các đơn vị này đã thăm dò địa hình và thực hiện các hoạt động thu thập thông tin tình báo tích cực gồm cả việc tiếp cận biên giới Belarus. Thông tin trên được công bố trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine tiếp diễn. Theo báo The Kiev Independent của Ukraine, Belarus, quốc gia giáp biên giới với Ukraine, là đồng minh quan trọng của Nga và đã ủng hộ kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, nhưng đến nay chưa đưa lực lượng tham gia trực tiếp vào kế hoạch quân sự của Nga. Belarus là đồng minh thân cận của Nga. Chính quyền Tổng thống Alexander Lukashenko đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ Belarus để phát động tấn công vào Kiev hồi tháng 2 năm 2022. Ông Lukashenko hồi tháng 3 năm ngoái cũng đã tuyên bố sẵn sàng để quân đội Nga một lần nữa sử dụng lãnh thổ Belarus mở chiến dịch nhằm vào Ukraine, đồng thời cảnh báo Minsk sẽ tham chiến trong trường hợp Kiev tấn công nước này. Các báo Ukraine bức xúc khi phát hiện ra rằng một điều kiện mấu chốt mà Hungary đưa ra để yêu cầu Ukraine đàm phán gia nhập EU là phải công nhận một tỉnh của Ukraine nơi có nhiều người thiểu số Hungary sinh sống, theo truyền thống là lãnh thổ của người Hungary. Tháng 1 năm 2024, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjato đã trình bày với Ukraine 11 yêu cầu nhằm đảm bảo quyền lợi của người thiểu số Hungary ở Ukraine. Ông Szijjato sau đó nói rằng những yêu cầu này đã được đưa vào khuôn khổ đàm phán về việc Ukraine gia nhập EU. Vừa qua, Phó Thủ tướng phụ trách hội nhập châu Âu và châu Âu Đại Tây Dương của Ukraine đồng thời là người đứng đầu phái đoàn Ukraine trong các cuộc đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu. Bà Olha Stefanisina cho biết Ukraine đã sẵn sàng đáp ứng 11 yêu cầu của Hungary liên quan đến quyền của các dân tộc thiểu số ở Ukraine. Tuy nhiên, trang tin European Pravda cho biết trong 11 yêu cầu của Hungary, trở ngại lớn nhất là việc gọi tên các khu vực ở Ukraine có mức bảo đảm đặc biệt cho quyền của người Hungary thiểu số. Đặc biệt, điều này đề cập đến tỉnh Zakarpattia ở cực tây của đất nước nơi mà theo điều tra dân số năm 2001 và những năm trước đó, tỷ lệ người Hungary là hơn 10%. Theo luật pháp hiện hành của Ukraine, việc đảm bảo đặc biệt cho quyền của người Hungary láng giềng đề cập đến các thành phố và làng mạc có số lượng đáng kể người Hungary thiểu số bắt đầu từ 15% và là nơi cư trú truyền thống của người thiểu số từ 10% trong 100 năm qua. Tuy nhiên, điều này là chưa đủ đối với chính phủ Budapest, trang tin Ukrainska Pravda cho biết. Budapest bắt đầu yêu cầu tất cả các khu định cư ở Zakarpattia phải tự động được công nhận là theo truyền thống vốn là của Hungary. Ngay cả những nơi mà người Hungary chưa từng sinh sống trong lịch sử, chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán yêu cầu bãi bỏ tiêu chuẩn 10% về nguyên tắc, tuyên bố rằng nếu ngay cả một số nhỏ sống trong một khu vực theo truyền thống thì khu vực đó cũng được coi là lãnh thổ của người Hungary. Báo Ukrainska Pravda viết, điểm mấu chốt là chính phủ của ông Orbán gọi điều kiện này là có tính quyết định đối với toàn bộ 11 yêu cầu. Báo này gọi đây là một sự tống tiền với Ukraine. Trước đó, theo tờ Pravda châu Âu, Europrabda của Ukraine, chính phủ nước này đã cam kết chắc chắn đáp ứng các điều kiện của EU liên quan đến quyền của người thiểu số càng nhanh càng tốt, nhưng nhiều vấn đề đang bị đe dọa. Sau các cuộc đàm phán ở Kiev, đầu tiên là với Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen và sau đó với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng nước này đã quyết định đáp ứng tất cả các điều kiện, bao gồm cả những điều kiện liên quan đến người dân tộc thiểu số. Bằng cách này. Kiev hy vọng sẽ có thể ngăn sự phong tỏa của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU và buộc ông Orbán về mặt chính trị phải bật đèn xanh cho Ukraine liên quan đến mở các cuộc đàm phán gia nhập khối. Một dự thảo sửa đổi luật pháp Ukraine về các nhóm thiểu số đã được chuẩn bị. Một phiên bản đã được cơ quan chính sách dân tộc nhà nước Ukraine xuất bản và Europravda cũng đã nhận được phiên bản cập nhật phản ánh các cuộc tham vấn bổ sung. Tuy nhiên, dự thảo luật này dường như không được chấp nhận vì nó vượt qua ranh giới đỏ quan trọng đối với Ukraine dù vẫn còn thời gian để cải thiện. Mỹ và Liên Xô đã ký hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm xa INF năm 1987, cấm hai bên phát triển mọi loại tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500 đến 5.500 km. Chính quyền Tổng thống Donald Trump hồi năm 2019 quy định rút khỏi hiệp ước sau khi cáo buộc Nga phát triển tên lửa 9M729 có tầm bay gần 5.000 km. Moscow phủ nhận cáo buộc và khẳng định tên lửa này có tầm bắn 480 km, đồng thời chỉ trích Washington không tuân thủ INF khi đặt các tổ hợp Aegis Ashore có thể phóng tên lửa hành trình Tomahawk với tầm bắn 2.500 km tại châu Âu. Nga khi đó tuyên bố rằng họ sẽ không sản xuất và triển khai tên lửa bị cấm theo INF, miễn là Mỹ không đưa tên lửa đến các khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, trong cuộc họp với các quan chức an ninh hàng đầu Nga mới đây, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng điều này phải thay đổi. Ông nói, ai cũng biết rằng Mỹ không chỉ chế tạo tên lửa tầm ngắn và tầm trung mà đã triển khai chúng đến châu Âu, cụ thể là Đan Mạch để diễn tập. Họ gần đây cũng tuyên bố các loại tên lửa này đã hiện diện ở Philippines, không rõ chúng được rút về nước hay chưa. Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh đây là mối lo ngại với Nga và đòi hỏi nước này áp dụng biện pháp đối phó. Tổng thống Putin cho hay, chúng ta phải đánh giá bước đi tiếp theo trong lĩnh vực này, có vẻ Nga sẽ phải bắt đầu sản xuất những hệ thống tên lửa tương tự và đưa ra quyết định về địa điểm triển khai chúng dựa trên tình hình thực tế và yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên Nga phản ứng đáp trả việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa bị cấm. Trước đó, trả lời hãng thông tấn RIA, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moscow sẽ thực hiện các biện pháp nghiêm túc để đáp trả việc Mỹ triển khai các hệ thống tên lửa mặt đất vốn bị cấm theo quy định của Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung INF. Theo ông Lavrov, việc Mỹ tạo thêm rủi ro tên lửa sẽ buộc Nga phải thực hiện các biện pháp đối phó nghiêm túc. Đồng thời, Ngoại trưởng Nga tuyên bố nếu Washington không thực hiện các động thái đặc biệt trong việc tạo áp lực và vũ lực lên Moscow, Nga sẽ không phải là nước đầu tiên triển khai các loại vũ khí vốn bị cấm theo INF. INF được Mỹ và Liên Xô cũ ký kết vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1988. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn từ 500 đến 5.500 km. Ngày 28 tháng 6, quân đội Hàn Quốc đã công bố video để khẳng định tên lửa của Triều Tiên gặp trục trặc trong quá trình phóng và nổ tung. Seoul quyết định làm điều này để bác bỏ khẳng định của Bình Nhưỡng rằng vụ phóng đã thành công. Video do thiết bị quan sát nhiệt của Hàn Quốc ghi lại cho thấy một vật thể vượt khỏi tầm kiểm soát và đi theo quỹ đạo bất thường sau đó nổ tung. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, quân đội Hàn Quốc đánh giá tình trạng mất ổn định trong lúc bay khiến tên lửa nổ, đồng thời cho rằng khẳng định của Triều Tiên về thành công của tên lửa là lừa dối và che đậy thất bại. Trước đó báo chí Triều Tiên đưa tin, nước này thực hiện thành công một thử nghiệm quan trọng nhằm phát triển loại tên lửa có thể mang nhiều đầu đạn, nhưng Seoul đã bác bỏ. Trước đó quân đội Hàn Quốc cũng cho biết, vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên ra biển ngoài khơi bờ biển phía đông bán đảo đã thất bại. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, tên lửa được phóng từ vị trí gần thủ đô Bình Nhưỡng. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cũng nói rằng, vật thể dường như là tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã rơi xuống biển. Tên lửa được phóng một ngày trước khi diễn ra lễ kỷ niệm 74 năm ngày nổ ra chiến tranh Triều Tiên. Phản ứng lại, truyền thông nhà nước Triều Tiên sau đó đã đưa tin, nước này đã tiến hành thành công một vụ thử tên lửa để đảm bảo khả năng mang nhiều đầu đạn. Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA, trong cuộc thử nghiệm được tiến hành hôm 26 tháng 6, Cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên đã tiến hành thành công cuộc thử nghiệm kiểm soát tách và dẫn đường từng đầu đạn di động. KCNA khẳng định, cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa trong việc đạt được mục tiêu phát triển nhanh chóng các công nghệ tên lửa. KCNA cho biết, cuộc thử nghiệm đã sử dụng động cơ tầng đầu tiên của tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn tầm trung trong bán kính 170 đến 200 km, thuận lợi cho việc đảm bảo an toàn tối đa và đo lường các đặc tính bay của từng đầu đạn di động. KCNA dẫn báo cáo của cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên cho biết các đầu đạn di động tách biệt đã được dẫn đường chính xác đến ba tọa độ mục tiêu. Hiệu quả của mùi bẫy tách biệt với tên lửa cũng đã được xác minh bằng radar phòng không. Thông báo trên trái ngược với thông báo của phía Hàn Quốc rằng tên lửa đã phát nổ trên không. Những người ủng hộ ông Biden đã hy vọng cuộc tranh luận trực tiếp ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ sẽ xóa tan lo ngại rằng ông đã quá tuổi để tiếp tục lãnh đạo. Nhưng một số nghị sĩ, chuyên gia phân tích và đầu tư Đánh giá sự kiện này đã tạo thêm lợi thế cho ông Trump. Kunihiko Miyake, nhà ngoại giao Nhật Bản đã nghỉ hưu và đang là giám đốc tại Viện Nghiên cứu Toàn cầu Canon, một tổ chức tư vấn, nói với Reuters: "Ông Trump không thắng, nhưng ông Biden có thể đã mất điểm. Không giống như 8 năm trước, chúng tôi cũng như các đồng minh châu Âu và châu Á khác đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều, nhưng ông Trump là người khó đoán." Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, hai trong số những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở châu Á, quan hệ với chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump có thời điểm trở nên căng thẳng vì ông đòi họ phải chi trả nhiều hơn cho việc Mỹ duy trì lực lượng ở đó, cùng với căng thẳng về thương mại. Ông cũng khởi động cuộc chiến thuế quan với Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Ông tuyên bố sẽ áp mức thuế từ 60% trở lên đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc nếu ông chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11. Về châu Âu, ông Trump liên tục đưa ra những chỉ trích về tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO và yêu cầu các thành viên khác phải đóng góp nhiều hơn. Sự hoài nghi của ông đối với NATO ngày càng khiến cho ông lo lắng trong bối cảnh hiện nay, khi cuộc xung đột ở Ukraine không biết khi nào kết thúc. Peter Lee, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Asian ở Seoul cho biết, cuộc tranh luận đã mang lại cảm giác rõ ràng hơn nhiều về khả năng có một chính quyền Trump thứ hai. Thực chất, giới ngoại giao và các quan chức chính phủ ở Nam Lục Địa đang tất bật thực hiện công tác chuẩn bị trong trường hợp cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng ngay từ vài tháng trước. Cựu Tổng thống Trump gặp trực tiếp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán hồi tháng 3 và Ngoại trưởng Anh David Cameron hồi tháng 4 đều ở khu nghỉ dưỡng Mahalago, bang Florida. Sau đó, tại cuộc họp báo ở Washington DC cũng trong tháng 4, ông Cameron cho biết đã thảo luận về giao tranh Ukraine, xung đột ở giải Gaza và tương lai của NATO. Theo NBC, ông Trump cũng điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Tokyo cũng có động thái tiếp xúc ông Trump khi cựu Thủ tướng Nhật Bản Ashotaro gặp ông Trump ở New York vào cuối tháng 4. Reuters dẫn lời sử gia Jeremy Suri của Đại học Texas Mỹ cho hay, việc các ứng cử viên Tổng thống Mỹ gặp các nhà ngoại giao nước khác là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ông tỏ ra bất ngờ với các cuộc gặp giữa ông Trump và những nhà lãnh đạo nước ngoài, cũng như về cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út. Trong khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre cho rằng, không có gì lạ về cuộc gặp giữa ông Trump và Ngoại trưởng Anh, bà từ chối trả lời những câu hỏi về cuộc gặp gỡ của cựu Tổng thống với Thủ tướng Hungary hai cuộc điện đàm với Thái tử Ả Rập Xê Út, AFP đưa tin. Mexico cũng có động thái chọn ngoại trưởng kế tiếp dựa trên kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Mexico sẽ tổ chức bầu cử Tổng thống trong tháng 6 này và người chiến thắng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 10, một tháng trước khi gặp đấu Biden-Trump chính thức so tài ở Mỹ. Chuyển sang thông tin về diễn biến xung đột tại Trung Đông. Thưa quý vị, căng thẳng giữa Israel và phong trào Hezbollah ở Liban tiếp tục phức tạp tại biên giới hai nước. Liên Hợp Quốc cùng nhiều nước đã bày tỏ quan ngại về diễn biến nguy hiểm ở khu vực nếu căng thẳng gia tăng thành xung đột. Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp Martin Griffiths đã bày tỏ quan ngại nếu cuộc xung đột ở giải Gaza giữa Israel và Hamas lan sang Liban, thậm chí cảnh báo rằng điều này có khả năng dẫn tới ngày tận thế. Vừa qua, phát biểu với phóng viên ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Martin Griffiths nhận định Liban trở thành điểm nóng mới và hiện Liên Hợp Quốc đang thảo luận với các bên liên quan về những gì đang diễn ra. Quan chức Liên Hợp Quốc cho biết nó nằm ngoài kế hoạch một cuộc giao tranh liên quan đến Liban sẽ lôi kéo Syria và những nước khác. Tất nhiên, nó sẽ tác động đến giải Gaza và cả bờ Tây rất đáng báo động. Bộ Ngoại giao Pháp ngày vừa qua cũng cho biết Paris vô cùng lo ngại trước mức độ nghiêm trọng của tình hình ở Liban và kêu gọi các bên kiềm chế. Theo Reuters, trước đó trong chuyến thăm Washington Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Joab Galan đã cảnh báo rằng quân đội Israel có khả năng đưa Liban trở lại thời kỳ đồ đá trong bất kỳ cuộc giao tranh nào với phiến quân Hezbollah, nhưng khẳng định chính phủ của ông ưu tiên giải pháp ngoại giao. Có thông tin cho rằng quân đội Israel đã phê duyệt kế hoạch cho một cuộc tấn công nhóm vũ trang Hồi giáo Hezbollah tại Liban vào giữa tháng 6. Trước những báo động đỏ này, Ngày 28 tháng 6, hãng tin NBC News của Mỹ cho hay, Bộ Quốc phòng nước này đang điều động lực lượng đến gần biên giới Israel-Liban để kịp thời sơ tán công dân do lo ngại đồng minh Trung Đông thân thiết có thể tiến hành chiến dịch trên bộ ở Liban trong những tuần tới. Vừa qua, Washington đã tái triển khai tàu tấn công đổ bộ đa năng USS Wasp và đơn vị thủy quân lục chiến số 24 tới địa Trung Hải. Bên cạnh đó, giới chức Mỹ vẫn giữ liên lạc với các đồng minh để cùng phối hợp sơ tán công dân trong trường hợp cần thiết nhiều nước phương Tây khác cũng ra khuyến cáo người dân không nên tới Liban trong thời gian này. Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Liban và Syria cũng nhấn mạnh việc đi đến Liban không được khuyến khích vào lúc này. Lưu ý rằng tình hình an ninh ở Liban có thể xấu đi đáng kể bất cứ lúc nào. Chính phủ Hà Lan ban hành khuyến cáo tương tự, đồng thời yêu cầu công dân nước này rời khỏi Liban trên các chuyến bay thương mại. Bộ Ngoại giao Đức cũng đã cập nhật hướng dẫn đi lại, trong đó nêu rõ các công dân Đức được khuyến nghị khẩn trương rời khỏi Liban căng thẳng tăng cao hiện nay tại khu vực biên giới với Israel có thể gia tăng hơn nữa vào bất cứ thời điểm nào. Theo bộ trên, có một nguy cơ gia tăng các cuộc tấn công khủng bố tại Liban vốn có thể được chỉ đạo nhắm vào những người nước ngoài từ các nước phương Tây hoặc những khách sạn lớn. Ngoài ra, Canada và Bulgaria ra khuyến cáo kêu gọi công dân hai nước này rời khỏi Liban ngay lập tức khi còn có thể bởi tình hình an ninh ở quốc gia Trung Đông này ngày càng trở nên bất ổn và khó lường. Quay trở lại diễn biến xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, vừa qua, quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga đã ồ ạt à tấn công từ trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái UAV. Chỉ trong vòng một ngày, đã diễn ra tổng cộng 148 cuộc giao tranh giữa hai lực lượng Nga-Ukraine trên khắp tiền tuyến. Theo hãng thông tấn Ukraine Form, tư lệnh không quân Ukraine, ông Mykola Olechuk cho biết, trong đêm 27 tháng 6, quân đội Nga đã ổ ạt à dội tên lửa vào Ukraine trong đó sử dụng tên lửa phóng từ trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái UAV tấn công. Tổng cộng Nga phóng 6 tên lửa và 23 UAV vào Ukraine trong đêm, gồm một tên lửa Kh-47M2 Kinza phóng từ không phận tỉnh Tam Bốp của Nga, một tên lửa dẫn đường Kh-59, Kh-69 phóng từ không phận tỉnh Kursk của Nga, bốn tên lửa hành trình Kalib phóng từ phía đông bắc Biển Đen, 23 UAV tấn công Sahet-131-136, triển khai từ tỉnh Primorsko Akhtas của Nga. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng, trong ngày 27 tháng 6, diễn ra tổng cộng 148 cuộc giao tranh giữa hai lực lượng Nga-Ukraine trên khắp tiền tuyến. Tình hình hiện tại rất căng thẳng ở mặt trận thành phố Toresk, tỉnh Donetsk. Trong ngày qua, các lực lượng Nga đã hơn 51 lần không kích lãnh thổ Ukraine và hơn 127 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS về phía quân Kiev. Quân đội Ukraine đã tấn công vào ba sở chỉ huy, một hệ thống phòng không, hai kho đạn dược và 15 cụm nhân lực của quân đội Nga trong ngày qua. Theo Bộ Tổng tham mưu, các cuộc giao tranh giành quyền kiểm soát thành phố Volchansk, tỉnh Kharkov vẫn đang tiếp diễn. Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Moscow trong ngày qua tấn công vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự lớn của Ukraine tại 117 khu vực. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị máy bay tác chiến, chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga đã gây thương vong cho lực lượng và cụm thiết bị quân sự lớn của đối phương tại 117 địa điểm trên khắp chiến tuyến. UAV, dẫn lời blogger quân sự có ảnh hưởng Nikolaevsky Vanek, người có liên hệ với lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, lữ đoàn tấn công đường không số 83 của Nga đã được triển khai tới Vostok khoảng 3 tuần trước. Lực lượng này được tung ra tiền tuyến vì các mục tiêu đầy tham vọng, đặc biệt là tăng cường các cuộc tấn công nhằm đánh bật quân phòng thủ Ukraine khỏi Vostok để toàn quyền kiểm soát thành phố này. Theo đó, lữ đoàn 83 đã tham gia vào xung đột ác liệt trong đô thị và cố gắng bao vây thành phố từ phía đông, nhưng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân phòng thủ Ukraine. Điều này đã khiến lữ đoàn 83 hứng chịu những tổn thất nặng nề. Blogger Nikolaevsky Vanek cho biết, sau 3 tuần, toàn bộ lữ đoàn đang được rút khẩn cấp về hậu phương để bổ sung lực lượng do thương vong lớn và chiến đấu kém hiệu quả. Quân số của lữ đoàn 83 được cho là đã bị tiêu hao nhanh chóng. Blogger Nikolaevsky Vanek thông tin thêm rằng, ngoài thương vong, một số binh sĩ trong lữ đoàn 83 và cảnh báo số phận tương tự có thể xảy đến với các lữ đoàn 128 và 138 của Nga bởi một phần của lực lượng này đang bị mắc kẹt trong vòng vây tại nhà máy tổng hợp Volchansk. Vanek tuyên bố các lực lượng Ukraine bao gồm lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, lữ đoàn thủy quân lục chiến số 36 và các đơn vị khác đang tích cực nhắm vào quân đội Nga gần Volchansk. Trong khi đó, cùng ngày, các quan chức Kharkov cho biết tình hình ở thành phố Volchansk vẫn rất khó lường, giao tranh liên tục diễn ra trên các tuyến phố. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa qua cho hay không biết về thông tin cho rằng Triều Tiên có thể gửi lực lượng công binh tới Donbass. Ông Peskov trả lời câu hỏi về báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK rằng tôi không biết các bạn đang nói về điều gì. Trước đó, hãng thông tấn Pravda dẫn nguồn Sơn TV cho biết Hàn Quốc dự đoán Triều Tiên sẽ triển khai lực lượng công binh đến vùng Donetsk sớm nhất là vào tháng 7 năm 2024 để hỗ trợ tái thiết cơ sở hạ tầng khu vực này. Theo báo cáo, việc Triều Tiên triển khai 3 hoặc 4 lữ đoàn công binh tới các khu vực mới sắp nhập Nga có thể sẽ mang lại cho Bình Nhưỡng 115 triệu đô la Mỹ một năm bằng nguồn ngoại tệ không xác định từ Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết hiện chưa thấy bất kỳ báo cáo nào về việc Triều Tiên có ý định tham gia các hoạt động trong kế hoạch quân sự của Nga. Nhưng ISVK lưu ý rằng sự hỗ trợ kỹ thuật của Triều Tiên có thể cho phép lực lượng chiến đấu của Nga tập trung vào các hoạt động tiên tuyến, và giúp mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự cũng như các công sự phòng thủ. Theo tờ Neza Vissimaya Gazeta của Nga ngày 27 tháng 6, sau khi Nga và Triều Tiên ký hiệp ước song phương, cơ quan cố vấn của chính phủ Hàn Quốc đã khuyến nghị Seoul xem xét việc xây dựng kho vũ khí hạt nhân của riêng mình. Trong một báo cáo, Viện Chiến lược An ninh Quốc gia Hàn Quốc đưa ra một số lựa chọn, bao gồm việc tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ, trao đổi vũ khí hạt nhân với các đối tác theo hướng dẫn của NATO và phát triển khả năng hạt nhân của riêng mình. Báo cáo đã gây ra tranh cãi trên các phương tiện truyền thông và giữa các nhà lập pháp Hàn Quốc. Nghị sĩ Na Kyung Won cho biết bà sẽ ủng hộ phương án hạt nhân, tức là bà sẽ tuyên bố đây là chính sách chính thức của Đảng Quyền lực Nhân dân PPP cầm quyền nếu giành chiến thắng trong cuộc đua vào chức vụ lãnh đạo đảng này. Bà lưu ý rằng sẽ tham khảo ý kiến với Mỹ về vấn đề này. Trong khi đó, ông Han Dong Hun, người được coi là ứng cử viên hàng đầu cho cương vị lãnh đạo đảng cầm quyền, cho biết lựa chọn hạt nhân đáng để cân nhắc vì chỉ những quốc gia có đủ sức mạnh để ứng phó với mối đe dọa bên ngoài mới có thể tồn tại. Đặc biệt, ông đưa ra hai lập luận ủng hộ ý tưởng này. Thứ nhất, không nên dựa hoàn toàn vào Mỹ. Thứ hai, Nhật Bản cũng đang tính tới khả năng xây dựng lực lượng hạt nhân của riêng mình. Alison Hooker, người từng phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, nói rằng mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa nga và triều tiên có thể thúc đẩy hàn quốc đi theo con đường hạt nhân theo korea times mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa nga và triều tiên được quy định trong thỏa thuận mở rộng quan hệ quân sự đã đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận rằng hàn quốc nên sở hữu bom hạt nhân của riêng mình đồng thời những người ủng hộ lựa chọn hạt nhân đề cập đến thực tế là thỏa thuận về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa nga và triều tiên quy định việc cung cấp hỗ trợ quân sự trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công vào một trong những quốc gia này các chuyên gia ở Hàn Quốc thậm chí còn cho rằng thỏa thuận này đồng nghĩa với việc Nga công nhận tình trạng hạt nhân của Triều Tiên. Tờ The Hill của Mỹ vừa qua đưa ra nhận định, cuộc phản công của Ukraine không diễn ra như kế hoạch, nhưng năm 2023 cũng không hẳn là một thất bại hoàn toàn của nước này trong cuộc xung đột với Nga. Kyiv đã giành được lợi thế quan trọng trên biển vào năm ngoái, trong khi sự chú ý của toàn cầu tập trung vào các hoạt động trên bộ. Tại Biển Đen, Ukraine đã buộc hạm đội Nga phải rút khỏi căn cứ lịch sử Sevastopol ở Crimea sau khi liên tục tấn công các tàu và các tòa nhà quan trọng bằng máy bay không người lái và tên lửa. Một buổi sáng mùa thu năm 2023, chiếc tàu hộ tống của Hải quân Nga vừa rời khỏi vịnh Sevastopol an toàn thì vụ nổ xảy ra, chọc thủng ngay một lỗ trên thân tàu. Vào lúc nó được kéo trở lại cảng ngày 14 tháng 9, các cơ quan thông tấn nhà nước Nga tuyên bố họ đã chống lại cuộc tấn công mới nhất bằng xuồng không người lái cỡ nhỏ mang chất nổ của Ukraine. Nhắc lại vụ việc, tờ Journal của Mỹ vừa cho biết, những chiếc xuồng như thế này đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào tàu hải quân Nga ở Biển Đen trong nhiều tháng, khiến lực lượng Nga nhiều phen khốn đốn. Tuy nhiên, trong vụ tấn công trên, các quan chức Ukraine còn gia tăng mức độ kịch tính bằng một cú tweet, tức tình huống yếu tố mang tính nút thắt đầy bất ngờ khi tuyên bố lực lượng của họ đã bổ sung thêm một loại vũ khí thử nghiệm phối hợp cùng xuồng không người lái. Trả lời phỏng vấn Wall Street Journal, chuẩn tướng Ivan Lukasevich thuộc cơ quan an ninh Ukraine cho biết đó là cuộc tấn công đánh dấu lần đầu tiên trong xung đột, tàu hải quân Nga bị vô hiệu hóa bởi một quả mìn do xuồng không người lái của Ukraine giải xuống biển. Theo ghi nhận của tờ báo Mỹ, Ukraine đã đánh chìm hoặc làm hư hại hơn 20 tàu Nga nhiều kích cỡ bằng cách sử dụng xuồng không người lái mang thuốc nổ hoặc bằng mìn giải từ các xuồng cỡ nhỏ hơn, tương đương với tàu đánh cá. Kết quả là Nga đã phải phân tán hạm đội Biển Đen ra xa khỏi Sevastopol. Nhờ đó, Ukraine đã tái khởi động hoạt động xuất khẩu trị giá hàng tỷ đô la Mỹ từ cảng Odessa. Tướng Lukashevich cho biết, do thiếu nguồn lực để xây dựng lực lượng hải quân thông thường, Ukraine đang tìm cách thành lập các biệt đội từ 10 đến 20 xuồng không người lái với các chức năng riêng biệt, nhưng khi kết hợp lại sẽ tái tạo được khả năng của một tàu chiến hoàn chỉnh. Quân đội Ukraine gần đây tiết lộ, họ đã lắp bệ phóng rocket đa nòng lên xuồng không người lái và sử dụng nó để tấn công mục tiêu trên đất liền. Ông Lukashevich cho biết, sau loạt tấn công bằng xuồng không người lái, lực lượng Nga đã xây dựng các rào cản lớn hơn ở lối vào Sevastopol thời điểm này chính là lúc ông nghĩ ra ý tưởng giải mìn dưới biển. để thực hiện mục tiêu, nhóm của Lukashevich đã chế tạo ra một loại xuồng không người lái đặc biệt mang tên CBB có khả năng giải được loại mìn mà Ukraine đã nhận được từ đối tác phương Tây. trong một tháng rưỡi, nhóm của ông Lukashevich đã theo dõi lộ trình của các tàu hải quân và tàu dân sự trước khi cử một chiếc CBB đi giải hai quả mìn. kết quả là vào ngày 14 tháng 9 năm 2023, tàu hộ tống mang tên lửa dẫn đường Samum của Nga đã trúng phải một trong hai quả mìn này khiến đuôi tàu bị thủng. Trong những tuần tiếp theo, chiếc CBB cứ đi đi về về như vậy và giải thêm khoảng 15 quả mìn, di chuyển được quãng đường tổng cộng 4.800 km. Trong một chuyến làm nhiệm vụ, CBB bị ba tàu tuần tra lớp Raptor của Nga phát hiện. Theo Wall Street Journal, lúc này tàu Ukraine đã bắn trả bằng súng phóng lựu, khiến ba chiếc tàu Nga tháo chạy. Ngày 11 tháng 10 cùng năm, một vụ nổ khác sẽ toạc mạng tàu tuần tra cỡ lớn Pavel Dozavin của Nga khi nó đang tiến vào vịnh Sevastopol. Con tàu đã phải khập khiễng về cảng để tiến hành sửa chữa. Hai ngày sau, Pavel Derjavin được đưa đến cảng khác để sửa chữa, nhưng tiếp tục chúng phải mìn. Khi vừa rời vịt Sevastopol, hải quân nga điều một tàu kéo lớn đến cứu hộ tàu Pavel Derjavin, nhưng không may, con tàu này cũng chịu trùng số phận. Vài ngày sau đó, thêm một vụ nổ khác được ghi nhận trên một trong hai con tàu quét mìn hiện đại duy nhất mà nga đang có. Ngoài CBB của SBU, tổng cục tình báo Ukraine HUR đã phối hợp với nhà sản xuất trong nước cho ra đời những chiếc xuồng không người lái đầu tiên của họ mang tên Magura, được thiết kế tập trung vào tốc độ và khả năng cơ động. Chiếc Magura đã có hoạt động thành công đầu tiên vào tháng 11 năm 2023 khi đánh chìm hai tàu đổ bộ của Nga tại một cảng ở phía Tây Crimea. Sau đó, nó tiếp tục ghi vào bảng thành tích của mình khi làm tê liệt một tàu hộ tống, một tàu đổ bộ cỡ lớn và tàu tuần tra nhanh Shagay Kotop được Nga hạ thủy năm 2021. Tàu Shagay Kotop từng bị các phương tiện của HUR gây hư hại trong hai cuộc tấn công trước đó. Cuộc tấn công mới nhất nhằm vào con tàu này được HUR tiến hành hôm 5 tháng 3 năm 2024. Đại diện HUR cho biết, chiếc xe gây cô đã cố gắng lẩn tránh bằng cách len lỏi giữa các tàu dân sự nhưng vô ích. Nhìn chung, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grand Sap cho biết, Ukraine đã gây thiệt hại 20% hải quân Nga. Một số thành viên NATO đang phản đối cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine bằng số tiền cụ thể trong dài hạn. Thông tin trên được Bloomberg đăng tải hôm 27 tháng 6 dẫn nguồn giấu tên hiểu rõ về các cuộc thảo luận của NATO trong việc viện trợ quân sự cho Kiev. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg từng đề xuất với các thành viên khối rằng sẽ chi ít nhất 40 tỷ euro một năm để viện trợ vũ khí sát thương và không sát thương cho Ukraine. Tuy nhiên, các nước này vẫn chia rẽ về cách thức thực hiện cam kết trong những năm tới. Nguồn tin giải thích rằng số tiền 40 tỷ euro không phải vấn đề đối với liên minh trong năm 2024. Thực tế, chỉ riêng Mỹ đã thông qua khoản viện trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Vấn đề nằm ở giao cản chính trị và pháp lý của một số quốc gia thành viên NATO. Do đó, các chính phủ đó có thể phải đánh giá lại mục tiêu hàng năm để xem liệu cam kết 40 tỷ euro có nên tăng hay giảm tùy thuộc vào tình hình xung đột. Nguồn tin nói thêm, một số đồng minh thận trọng trong việc chính thức hóa các cam kết với một con số cụ thể và chỉ muốn cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ. Số khác lo ngại cam kết đã để lộ những thông tin viện trợ quá cụ thể. Đề xuất viện trợ dài hạn Kiev được đưa ra vào cuối tháng 5 và dự kiến được thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington, Mỹ vào đầu tháng 7. Sau khi loại bỏ ý tưởng ban đầu về việc các đồng minh cam kết chi 100 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm, ông Stoltenberg đã đề xuất cam kết 40 tỷ euro hàng năm. Cam kết này còn có thể gây áp lực buộc một số quốc gia thành viên NATO phải chi nhiều hơn để giúp đỡ Ukraine. Dù nhiều chi tiết chưa được thống nhất, nhưng các đồng minh có thể đạt được thỏa thuận nếu khoản viện trợ 40 tỷ euro cho Ukraine được khấu trừ vào cam kết hiện tại của NATO là chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, điều đó có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu quốc phòng thực tế của các thành viên. Ngoài ra, các đồng minh NATO vẫn đang thống nhất về cách diễn đạt trong tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 về tiến trình Ukraine gia nhập liên minh. Mỹ và Đức phản đối việc gọi con đường trở thành thành viên NATO của Ukraine là không thể đảo ngược. Thay vào đó, họ muốn coi toàn bộ quá trình này như một cầu nối để giúp Ukraine gia nhập liên minh. Thêm vào đó, nguồn tin cho biết các đồng minh đang thảo luận về việc bổ nhiệm một đại diện đặc biệt ở Kiev để giám sát việc phối hợp quốc tế về cung cấp vũ khí và huấn luyện cho lực lượng vũ trang Ukraine dưới sự bảo trợ của NATO. NATO cũng có ý định mở các trung tâm mới đóng vai trò điều phối vũ khí viện trợ của phương Tây dành cho Ukraine. Ở một diễn biến khác, trong cuộc phỏng vấn được Investia đăng ngày 27 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng chính sách thù địch của Mỹ và các đồng minh phương Tây đang gây thêm căng thẳng trong quan hệ với Nga. Thứ trưởng Ryabkov nói, các đối thủ của chúng ta phải hiểu rằng với mỗi bước đi, họ đang tiến gần hơn tới điểm không thể quay đầu. Ông cảnh báo việc phương Tây luôn cảm thấy không bị trừng phạt trên trường quốc tế, cuối cùng sẽ buộc Nga đáp trả quyết liệt hơn, thậm chí là hạ cấp quan hệ với các nước phương Tây nếu tình hình không thay đổi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga không nói rõ việc hạ cấp quan hệ ngoại giao với các nước phương Tây có ý nghĩa thế nào. Điện Kremlin từng mô tả trạng thái quan hệ Nga-Mỹ hiện nay là dưới mức không, nhưng chưa từng có động thái hạ cấp quan hệ chính thức nào kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên VTC News ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.